Chào cả nhà nhá. Video này mình lại quay quá trình mình sửa một vài cái bếp từ. Các bạn ạ, đang ngồi chuẩn bị tiếp tục làm lần hai cái âm ly này thì khách gọi. Các bạn hãy điện thoại mình mà ghi âm được cuộc gọi thì các bạn sẽ biết là khách hàng nó ép mình làm những mức như thế nào. Bây giờ có thể nói là mình là chùm sửa bếp từ ở khu mình, nên bếp từ các làng là đem đến nhà mình. Vì nhiều quá thì không có khả năng làm, nên là nhận của khách, thế là khách cứ giục. Đây con này này đang định làm, vừa sáng giờ là sửa được một cái âm ly số, hay là này, nghĩ là đang sửa âm ly số này, đang vào cầu, nên là lôi con âm ly số mà nó làm nửa ngày chưa ra. Đây, để làm thì khách lại điện bảo là làm gấp cho em con này, chắc là họ cần ngay, chiều nay họ cần. Thế này sửa bếp từ nhá, bếp từ với thương hiệu là Core Home nhá, để xem nó bị gì nào. Khấm không vào điện nữa, nhưng vẫn ăn 9W này, 13W này. Các bạn nhá, nó ăn, mình đang cắm qua cái bóng này mà. Như vậy là không cháy cụ chì. Bếp này cứ như là mình từng sửa hay sao nhỉ? À chưa. Bếp này vẫn còn tem nhá. Nhiều khi là công việc nó nhiều hay là nó hay bị stress, bị áp lực. Áp lực ở đây ấy, là giả sử mình nhìn thấy trong nhà mình nó vãn việc hoặc là nó hết việc thì mình thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà cứ cái việc này việc kia cứ chỉ thỉnh thoảng lại muốn dỗi để bắt đầu lại lôi cái lâu kia ra làm thì lại cái việc khác nó lại đưa vào, thế này lại không có thời gian, lại bỏ lại. Bây giờ bếp mới. Sửa con này xong sau sửa một con bếp từ, hai con bếp từ của một bác khách ở làng Linh Cầm của bác. Bác ấy lên, bác ấy đem hai bếp từ lên trước, hay là lâu rồi, có khi cái bếp hồng ngoại nóng bảo lâu nóng ấy, có khi đem lên, có khi đến tận phải đến 2 tháng này rồi ấy. Nên là sau đó hôm sau đến 2 tháng lên hỏi, thế là mình tìm mãi mới ra được cái bếp đấy ở trong góc. Thế là mình xin lỗi mình chưa sửa, hay là cái hôm đấy lên thì hóa ra đem lên sửa tivi. Thì con 43W674 mới lại một con bếp từ nữa. Nên đang bảo là ui rồi, tivi thì nó bật lên thì led nó sáng, nhưng mà màn nó xanh đét, mình bảo bị tivi này cháu không nhận đâu, không sửa đâu. Thế là thôi bảo cứ để đấy, thử sửa có được không. Nhưng mà quan trọng là sửa hai cái bếp từ cho người ta các bạn. Con này thấy cháy cầu chì rồi. À cháy điện trở cầu chì 22 ôm rồi. Để chết nguồn cấp trước các bạn nhé. Bò đây, bò mới mà nhìn nó chả rửa đâu, hoặc là sơn phủm bẩn bẩn đấy. Chết nguồn cấp trước thì chúng ta sẽ hiểu rằng là sửa nó dễ như nào rồi nhá. Nhưng mà để xem rút kinh nghiệm, để xem nguồn cấp trước IC các thứ nó có sống không đã. Phần dán nhiều con, nhiều lắm các bạn ạ. Họ mua họ cứ để thôi, cần họ mới đem đi ra dùng. Nên bao nhiêu năm nay mình sửa bếp từ, mình thấy phân dán nhiều rồi, mình hay nói cho người ta ấy, khi dùng thì ok, còn lúc nào mà lâu không dùng ấy thì đừng có đút vào chỗ này nha, chỗ kia, mà lên đút vào túi ni lông buộc rồi con lém ra ngoài hiên nhà cũng được, đã đút vào túi ni lông ấy, chứ cứ để như trong nhà bếp, trong ngăn tủ cái thứ thì phân dán nó làm tổ rồi đủ các thể loại. Tít ok nhá. Mình cấp 5V rồi đấy các bạn ạ. Cấp 5V ở đây thì nó đưa ngược xuống 5V ở dưới mà mọi người. Thì với một chiếc bếp từ mà nó hỏng cấp trước thì mình thích làm nó nhanh. Nói là nhanh, ôi rồi, nhưng mà cái bo này. Ôi cái bo này, ôi rồi cái bo này. Ôi mẹ ơi cái bo này. Ôi rồi. Chính là những cái chiếc bo mà mình phá quá nhiều, hôm nay mới gặp cái bếp từ chạy nó các bạn ạ. Đây mình phá quá nhiều luôn. Đợt vừa rồi mình có nhập này, mình bảo là cái bạn mua bạn bán cho mình ấy, bạn ấy tháo nhôm mà bán sắt vụn nên mình chỉ giữ lại nha, cho nó vận chuyển, phí vận chuyển cho nó rẻ các bạn ạ. Đây vẫn của thằng Phu Seng CF2500 này, Vision 03/2006 tháng 8 26, giống hệt nhau luôn, chẳng qua là bọn này nó làm nắp tụ đen. Còn bọn này thì nó nắp tụ xanh 2IGDT song song. Ôi giời ơi.
thôi cứ kệ đây, sửa cấp trước thì cứ sửa nguồn cấp trước thôi, còn kệ các bạn ạ. Chả cần thay lắp sang ok đấy nhá mọi người nhá, nhưng mình chả thể lắp của người ta như nào, lắp như thế bao giờ nó chết hẳn thì mình tính sau. Ơi, lần đầu tiên mới gặp một chiếc bếp từ mà chạy chính cái bo mình phá các bạn ạ. Bo phá quá nhiều luôn. Mình mua được hơn 100 bo. Thôi copy thôi nha, nguồn cấp trước của bọn này bền mà tại sao nó vẫn chết được nhỉ các bạn nhỉ? Nó to theo thời gian là vẫn chết hết mà. Mọi người ạ. Tủ này đáng lẽ nó phải lắp tủ 10mg, tủ có 4,7mg thôi. Hơi đói. Nó chạy hai con IGBT song song H20L-203 đó các bạn ạ. Con tủ này chắc không chết. Tủ không chết đâu, nghe được tích tích tiếng nạp xả nhá. Nó cháy con điện trở cầu trì đấy thì mình sẽ kiểm tra xem điếu, xem con IC này có chập không này. Không chập các bạn ạ. Như vậy là IC không chập nhưng mà nó rất là bẩn ở đây, như là bị phân rán nó làm tổ ở đây ấy. Cần phải rửa rồi. Không thì thay thử cho người ta đi nhỉ, đồ do nhiều mà. Thôi thay cho người ta luôn nhá mọi người nhá. Xem con bo này do quăng quật cho nó có rơi rỡ gì đâu, thay luôn. Còn bo này thì lại lấy linh kiện thôi, chết một cái xương nguồn thôi. Thay luôn đi, kiếm cái bo mới mới một chút. Mình vừa lấy cái tản nhiệt của con này mình lắp sang con này các bạn ạ. Không biết là do cái chương trình phần mềm này nó có khác nhau không hay là cái version này nó như nhau thì chắc là nó giống nhau các bạn ạ. Bởi vì là cái con này này là nó nằm trên bếp đôi và cái bo điều khiển của nó khác, không giống như này. Nhưng thôi kệ thôi, mình nghĩ là nó version nó giống nhau thì là cái phần mềm nó giống nhau các bạn ạ. Không được thì lắp con vi xử lý kia sang mọi nhá. Đây là chẳng qua là tìm được đúng cái bo mình dã thì mình tiện mình làm luôn cho này cho nhanh, bởi vì mình bo nó đang chạy bình thường mình còn phá ra còn. Chứ còn đâu sửa nguồn cấp trước thì đơn giản nhá mọi người nhá. Sửa nguồn cấp trước thì các bạn đã xem video nhiều của mình rồi, sửa rất là dễ. Cái bo này cái hãng Fuseng này nó sản xuất cho nhiều hãng bếp từ mà các bạn. Nó chào hàng nó bán đầy mà các bạn. Lần đầu tiên mình gặp. Và cái bo này mình mua hai lần, một lần có cả nhôm. Mình phá rất nhiều nhôm và mình bán hôm có cái bà sắt vụn hay là bà ấy nhặt đi rồi nên chả còn nữa, còn đồ lô sau thì không có. Mình bảo là cái người bán cho mình là tháo nhôm bỏ lại cho nó nhẹ để vận chuyển cho nó nhẹ mà. Ship các bạn ạ. Ship từ khu công nghiệp Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội về nhà mình. Cái bo mình thay thì con VR nó vặn rất là cao, lên phía trên này nó như là rơi vào tầm khoảng là 400 ohm đấy. Còn con này thì chỉ khoảng 100 ohm thôi. Cái là con này nó trên bếp đơn nó công suất nó sẽ thấp hơn so với trên bếp đôi các bạn ạ. Nên nó chỉ thế này thôi nên mình vặn VR ngang thế. Tóm lại cho chạy tầm khoảng 8 đến 9 A thôi. Và đây nó có cầu trì nhiệt nhá. Cầu trì nhiệt đấy. Phải lắp nó vào thì nguồn mới lên các bạn ạ. Mâm từ nhá, mâm đồng nhá các bạn nhá, không phải mâm nhôm đâu. Mình có nhìn thử rồi. Bếp này chắc cũng khá là mua cũng không đắt hơn những bếp khác, bởi vì là nhìn có vẻ là như nó chất lượng nó hơn. Tấm điện này, đấy đã liền nhá. Quạt chạy xong ngắt nhá. On này, chạy này. Nghe không ok này. Chắc là đúng rồi các bạn nhá, không sai đâu. Quan trọng là cái VR nó chỉnh về model khác nhau này, là cái dòng ăn nó khác nhau rồi mà. Nói chung là bếp từ nào mà nó có cái cầu trì nhiệt ở giữa mâm là bếp đơn ấy, thì nó là cái bếp giá cũng cao hơn một chút các bạn ạ. Thank you.
lên được 2002 các bạn ạ, lên được 2004, 10A luôn mọi người ạ, kinh chủng khủng chưa, bên quá độc ok đấy các bạn ạ. Để lắp kính này là hết phần kia đã nhá. Mác của nó ghi 2004 các bạn ạ, tương đương ăn khoảng hơn 10A đấy. 2GBT H20R1203 song song nhau mà tu cộng hưởng tận 0.4mm mà 2000 này. Các bạn là điện áp của mình nó đang tụt các bạn nhá. 2004 là hết cỡ này. Đấy, 10A. Mình cố tình vặn này VR vừa giảm một chút để tăng độ bền cho người ta đấy các bạn ạ. 10A nhá. 9.75 10A. Ok, như vậy là một chiếc bếp từ hỏng nguồn trong tầm của mình, nhưng do mình nhiều đồ quá thì thôi lém bỏ IGBT này để giữ và lấy xác các bạn ạ. Một trong hai chiếc bếp của khách ở Linh Cầm. Linh Cầm nó một làng ở gần quê mình nhá các bạn nhá. Này thế bảo là ăn là yếu thế nào ấy. Nhưng mà quá bẩn luôn. Đấy, vẫn chạy được. Bảo lâu yếu. Đấy, phát xung ok nhá. Big Sun. Này, con này nó chỉ chạy thế này thôi chứ là sao mà yếu. Con này nó chỉ được thế này thôi, nhưng con này không xấu. Chỉ 6.5A thôi mà. Huy điện nhà họ yếu thật đấy chứ. Con bếp này mình biết là nó chỉ ăn đến tầm thế này thôi các bạn nhá, 6.5A này thôi. Không cao hơn được đâu. Đây để xem lõi một cái. Trải nghiệm cho mọi người xem lõi nó như nào nhá. Cái này khác gì cái bếp kangaroo kia mà sao này bếp này bảo lỗ yếu. Có khi điện yếu rồi nó thành yếu yếu các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ nhìn này, cái bếp trong này toàn rác đây. Nó nhìn thế này thì ôi dồi ôi, cái bếp này giả bởi vì có sửa nó cũng không bền đâu các bạn ạ. Cái bếp này họ vứt quá lâu rồi. Họ nói cho mình là bếp lỗ yếu. Đấy. Đóng con này nhá, giả. Dạ. Cũng có cái đầu cái gì không? Anh có vô tính cái gì nó không có đầu cái số. Thì ông đi mua cái đầu kết số ông lắp cho nó ông ạ. Cái đầu bao nhiêu tiền? Cháu không bán, ngày xưa thì cháu bán lâu lắm rồi cháu không bán nó nữa. Ông ạ. Ông ra ngoài dốc ông hỏi đi ngoài dốc có người bán đấy. Cái ấy là cái gì đấy? À, cái bộ này đánh cá. Thay cái con tụ nếu mà cần chở. Anh đánh cá anh không có bất kỳ linh kiện gì của nó đâu. Tụ thôi. Anh không có em ạ. Anh không có đồ của đánh cá nhá. Có gì đấy Thọ? Cái rũi xe này. Cái gì? Con là cái gì? Cái này nó là kiểm tốc độ nó đang lỗi rồi. Kiểm tốc độ á? Lỗi như nào? Bây giờ không biết là đi nó không lên. Nó vẫn sáng. Cái đấy em phải hỏi bọn ô tô chứ anh làm sao anh hiểu được cái về liên quan đến tốc độ đấy. Dạ. Em phải hỏi bọn chuyên ô tô nó mới biết em ạ. Không, cái này là chơi mà không phải là trong ô tô đâu. Anh không hiểu về nó nên anh không biết được đâu. Cắm điện nó vẫn lên điện nhưng nó không hiển thị hay như nào. Nó vẫn lên điện nhưng nó không hiển thị số. Cái đấy anh không biết đâu. Em ạ, anh không chuyên nó. Tôi không biết từ làm sao mà hợp ở đấy được em. Không, em thay cho em con chở 10K. Anh không sửa kích điện nè. Anh cho em mượn đồng hồ số em đo thôi. Còn đâu vấn đề là em lấy cái tiền anh không cho bất kỳ con nào cả. Em đi mua em thay thôi nhé. Bởi cái thay con chở đấy, con tủ của em nó phồng như này thì làm sao mà nó dùng được em. Em phải đi mua đồng bộ tất cả em thay nhé. Vừa có một bác lớn tuổi và một đứa bé bé chắc ít tuổi hơn mình đi một cái xe máy đến. Cái bác lớn tuổi thì hỏi xem là có đầu kỹ thuật số bán không. Còn cái thằng bé bé tuổi kia thì nó cầm một cái mạch điện tử
thì hóa ra cái mạch điện tử đấy đó chính là cái kích điện điện tử ấy, kích cá các bạn ạ. Nó vào thì nó hỏi là anh cho em mượn cái đồng hồ số. Thế mượn làm gì? Để em đo mấy con móc phét này. Ô thì nó không cháy này các bạn. Thế sao lại không vào điện? Ôi lại chết nguồn cấp trước, ui lại chết nguồn cấp trước các bạn ạ. Lại cháy này. Thế con này tụ này nên nó không thấy gì rồi. Thế là mình cho nó mượn đồng hồ số nó đo. Nó đo thì nó bảo là thay cho em con điện trở 10k này. Sau đó là anh thay cho em hai con tụ này. Mình thấy có hai con tụ hóa nó lỗ. Rồi nó cứ mò mò trong cái đống đồ của mình để nó tìm linh kiện nó thay. Các bạn ạ, mình quát cho phát thành là biến. Mình kích cá các bạn nhá. Con Viper nổ lẩu lưng rồi. Lẩu lưng ở đây rồi các bạn ạ. Nó cho nó mượn đồng hồ cho nó đo thì ok, chứ đừng có lấy con linh kiện nào mà thay nó. Tốt nhất là đem đi đồ đi đâu mà mua và thay. Cái kích cá điện tử ấy các bạn ạ, nó có con mờ su lập trình để tạo ra cái xung băm xung theo kiểu là mức điện áp rồi là mức giật nó như nào để nó hợp với cái loại cá này loại cá kia các bạn. Mình từ bao nhiêu năm nay rồi kích điện lên 220 thì mình luôn sửa, còn đâu ở quê ấy, còn kích cá thì lách, không sửa chữa gì cái kích cá ấy các bạn ạ. Con IC nó lỗ nhá, nó có vết nổ đen ở đây luôn này, nên khi con IC lỗ thì chúng ta phải kiểm tra cả DZ18V xem nó có chập không. Mạch nguồn này thì mạch nguồn hã trực tiếp thôi, thằng nào 10k nhá. DZ đây này. Đấy, DZ đã chập. Đây, tháo hẳn ra đo chắc chắn không nhá. Đấy, nó đã chập nhá. Tụ này có không hỏng thì mình thay các bạn ạ. Thay lên 8,2. Có cái lô tụ mua bây giờ nó dỉ chân rồi. Nó hơi căng căng này. Mình đã thay con DZ này nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này. Có tụ rồi nhá. Có tụ lọc nguồn tại chân 4 ấy. Ui. Nó lỗ IC dẫn tới là nó sẽ sốc cái những cái điện áp cao đi vào. Nó chết dã man thật đấy. Tụ đấy nhá, 1mm 50V nhá. Ui, tụ hóa đấy nhá các bạn nhá. Tụ hóa mà nó chập được hai chân như thế luôn. Đây con tụ này thì mình vừa tháo từ cái bo bỏ đi này, nó chết IC này, đo thì cũng làm ok, tụ này tụ 4,7 càng tốt chứ các bạn ạ nhá. Mình nói rồi, đây là mạch nguồn hã trực tiếp, mình đã bảo cho mọi người rồi, con tụ này chúng ta thay lên dưới 10mm đổ lại là ok nhá. Đừng cao quá. Cao quá FB sai khác hết. Mà FB chính con tụ trên con tụ này mà. Đấy, vừa nãy là có một khách nữa, là một cái khách hàng, là một cái anh ít tuổi hơn mình. Lái xe đưa đón học sinh đi học. Đây con tụ 10mm nhá, mình vừa nhặt ra. Đưa đón học sinh đi học, lắp cái bộ hiển thị tốc độ cái gì ở trên xe ấy, nó bị hỏng, nó không lên màn hình. Bảo mình sửa cho nhưng mình có biết gì cái đấy đâu nên mình cũng từ chối các bạn ạ. Thật ra nếu mà dỗi thì cũng ngồi mày mò nhìn nhận cái xe nó tò mò một chút đấy, nhưng mà đang đau hết cả đầu cùng việc các bạn ạ. Đang chỉ muốn nghỉ đi chơi với bọn trẻ con ấy, đôi khi nó thích mình đưa lên núi chơi. Ba bố con trên một chiếc xe đi khắp núi đất dây diều Sóc Sơn. Nhặt ra là con AP8012 nhá. Giống Viper thôi. Khắp cắt thể loại núi Sóc Sơn các bạn ạ. Đang dự tính nào đi trèo lên cả đền chùa Non Nước, đền Sóc các bạn ạ. Nó thích đi chơi bọn đấy. Ngày nghỉ hôm nay thứ bảy các bạn nhé, hôm nay là ngày thứ bảy. Mình nói rồi, mình là người không thăm giàu.
chỉ làm đủ ăn thôi, cố gắng nuôi con đủ 18 tuổi là hết trách nhiệm, còn nó kệ chúng nó ra xã hội chúng nó bươn trải như thế nào thôi. Tất cả đều có cái giá của nó hết các bạn ạ. Đo thử một vài con linh kiện xem có con nào chết không. Còn một con nữa là chưa thay, đó chính là con 22 ôm này. Hai hai ôm thì mình hay nói cho mọi người rồi, thay 10 ôm, thậm chí các bạn không có các bạn nối tắt nhá. Nối tắt nhưng mà nối tắt theo cái kiểu là một cái cầu chì dưới 1A thôi, chứ các bạn đừng có nối tắt cái to bự rồi nó nổ. Mình đang tìm con gì đó có thể làm được thay thế được điện trở cầu chì các bạn ạ. Trong này mình nhớ có nhiều thứ để làm được điện trở cầu chì lắm mà. Mà chả có thế này chết đâu. Vừa nãy ở đây có con 22 ôm hay sao ạ? Đây này. Có rồi, rơi mất SMD của driver. Đây 22 ôm đây các bạn. 22 ôm này chả biết tháo vào cái gì. Không nhầm thì ở đèn tích điện. Đúng rồi. Tháo phá những cái đèn tích điện, nó chết ắc quy bỏ đi đèn hình quang ấy. Mình có mạch điện tử mình hay giữ nó lại để mình lấy đồ lấy linh kiện. Lấy D882, lấy nện trở, lấy transistor. Lấy những cái gì lấy được. Những cái đồ cổ đấy có khi để linh kiện nó còn tốt hơn những cái đồ mới bây giờ mọi người ạ. Ok nhá, bây giờ cắm thử xem có nguồn chưa. Nhìn cái đã xem có đắp ngược cái gì không nào. Không ngóc được cái gì cả. Thì nguồn ra tại dòng chảy từ D sang S này. Đi qua quận N ra đây, sắt vào đây là dương luôn. Thì đây là âm. Đây là GND này. Đây là dương của 19V này, 18V này. Nha. Bắt đầu cắm nhá. Cắm này bắt đầu này. Úi dồi, hột quá. Ôi có 14V thôi. Sao lại thế này? Mọi người. Sao lại 14V? Ô tài nhé, thế lạ quá các bạn ạ. Thế này thì bó tay rồi, có 14V này, để mình xem tại sao 14V nhá. Chắc là tụ lọc mất hỏng nốt à. Tụ lọc đầu ra. Đây là ai? Giò nhìn được rồi các bạn. Vừa đây mình lấy mắt ở đây. Các bạn nhé, mắt đây vòng. Thì nó chính là 5V ra. Các bạn ạ, nó đích phải là GND. Tóm lại là 19V mà trừ mất 5V đi thì nó còn là 14V mấy là đúng các bạn nhé. Giờ đó mình lấy mắt sai thôi chứ chắc là chả sao cả các bạn ạ. Phải lấy mắt ở đây. Nó khó nhỉ. Đây lấy mắt chỗ này đi. Mình lấy mắt sai thôi các bạn nhé chứ chả sao cả đâu. Sửa như thế là được rồi. Đây như thế này này. Đây cắm điện này. Đó, lên 19V nhá, không sai đâu. Thôi lắp hoàn thiện thôi. Lắp hoàn thiện xem quạt có chết không. Chả kêu tít, chả quay quạt gì cả các bạn ạ. Kêu tít nhưng không quay quạt. Chả gì. Quạt chết. Đấy, như vậy là mình nói rồi là nhiều con thằng kangaroo này là nó lỗ IC nguồn và nó chết phần nguồn như thế là đa số là do chập con han của trong quạt. Và hôm nay thì 40 con han 477A hoặc 477H mua Super Trung Quốc là về là hai hôm nay rồi, hôm nay bắt đầu có rút đất rụng võ rồi các bạn ạ. Đây này các bạn này, 4 set, mỗi set 10 con nhá, từ Trung Quốc về với giá 103.000. Ghi là 44 mua 477 nhưng mà mình nhìn hôm nào mình bóc ra mình nhìn thì nó là 477H. Nha, cho mọi người chim ngưỡng sửa nó luôn nhá. Quạt này chúng ta mua trên thị trường nó rơi vào khoảng 35k. Nhưng cái quạt 35k nó chán lắm, nó chả chuẩn đâu các bạn ạ. Mua con han kia bây giờ Super Việt Nam bán đầy rồi. Đi quét quét Việt Nam bán đầy rồi. Ôi, nó lổ lớn đất này, 477 nhá.
với giá ở Việt Nam. Ôi, con này có đi ốt hay này. Mình nhiều trường hợp là mình dò âm dương sai, mình cấp dương sang dây đen ngược cực ấy, thế là chết con hàn luôn nhá. Nhiều trường hợp mình bị như thế các bạn ạ. Nhưng một số quạt nó con diode này thì là không sợ cả, sợ cái vấn đề đấy. Nhưng tháo con này ra thì phải đóng rồi. Phải đóng cái lòng giữa này ra này thì mới đóng ra được các bạn ạ. Nó dễ ra dễ không rồi các bạn. Nhiều trường hợp thì mình không đóng ra, và mình sẽ cắt nhựa ở đây này để mình hút mình tháo ra các bạn ạ. Nói chung là nhiều võ. Cái quạt này có giờ mình thấy nó cháy cuộn dây đâu, trừ trường hợp dây nhôm nó tự đứt. Dây nhôm là nhôm mặt đồng nó tự đứt đấy, còn đa số nó chết hàn này. Nên khi mình thay hàn, bây giờ mình cũng hàn tạo như cái tản nhiệt cho cái chân này, để nó dẫn nhiệt lên để cho nó đỡ chết lại các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, mình sửa tận gốc kinh khủng chưa, sửa cả hạ sửa cả quạt luôn. Tội gì sửa được, chi phí rẻ hơn còn yên tâm. Bây giờ nhìn cái chân này để ấy như thế, chữ nó bên ngoài đây này, cho mọi người xem tên của nó này. Nó ghi là 477H nhá. Mới chân nó dài, cứ nhét vào thôi. Nhớ cái chữ H ở phía đường ngoài. À, chữ 477 ấy, ở bên ngoài. Uốn làm sao cho nó phẳng. Đó, cho nó gần sát bên ngoài là được. Đó, như thế đi, hơi khác chút nhưng mà ngon hơn trước ấy. Rất nhiều dây, rất nhiều ấy là dài ra bên ngoài. Mình không cắt chân các bạn ạ. Đóng cái này lại thôi. Xem nó chạy không đã, thì mình tra dầu nhớt các bạn ạ. Còn hàn ở đâu nhỉ? Đóng xuống một ít nữa thì tốt. Thử nhá. Con này là con diode bên trong, mình cũng không sợ lắp âm sửa chỉ âm dương. Nhưng mà mình cũng vẫn lắp dương đúng rồi mà. Xem nó có chạy không hay là han đéo. Đấy, ngon luôn. Ngon nhá, lắp lại thôi. Đa số nó sẽ xảy ra trường hợp này mà các bạn. Khi nó chập con han bên trong ấy thì nó làm chập cả con mở nguồn cho quạt con 8050 ấy. Và đồng thời là nó cũng làm nổi sinh nguồn các bạn nhé. Đây là chính là con mở quạt này. Mình đang không muốn tháo hẳn ra, mình cắt mình giữ chân nữa, mình hạ các bạn ạ. Mình hay có cái mẹo thế. Thay con 8050 này là được đó các bạn nhé. Bởi vì con này cứ cắm điện là quạt chạy suốt không nghỉ các bạn ạ. Do quạt chập đầu tiên, ban bệnh của con này đầu tiên là do quạt chập han. Dẫn tới là chập xe con 8050 này và dẫn tới là chết nguồn. Nó sẽ có 3 cái chân này các bạn này. Chúng ta sẽ đấu vào con 8050 và nó xong nha. Đây chẳng qua là cái cách đã lắp xong hết rồi, không muốn tháo nó ra nữa các bạn, nó lằng nhằng. Nên làm như này cho nó tiện, cho nó nhanh thôi. Nhìn nó chả sao cả, nó vẫn chạy được bình thường. Rồi kể cả các bạn không thay con này thì nó cũng chả sao cả, khách vẫn nấu bình thường. Có cái là tắt cái quạt cứ chạy mãi là họ phải rút nguồn thôi các bạn ạ.
Cái này khi tháo ra một số đời đời sau ngày xưa nó có cái lưng mâm này này. Về sau thì họ thay đổi cái khuôn nên không cần nó nữa. Đấy, ngon luôn nhá. Đấy, quạt chạy đấy. Con này 2000 nhưng zin bản nó chỉ tầm khoảng 6,5 đến 6,9 7A thôi. Đấy, nó bây giờ nó đang 6,7 này. Nó điện cho mình cũng hơi yếu một chút nhá, mọi người nhá. Nó zin bản nó như thế đấy, mình cũng chả động chạm đến VR gì đâu. Nhưng mà là con này chết nhiều ghê nhỉ các bạn nhỉ. Nếu mà tính là chi phí thay linh kiện cũng khá là tốn đấy chứ các bạn. Nhưng mình toàn nhặt đồ bỏ đi. Đồ hỏng hóc. Thế nhưng mà han 477A thì mua với giá là 2K6 hay 2K5 đấy các bạn ạ. Thôi, video kết thúc nhé, chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào cả nhà nhé.